i5-13400 đang là chiếc CPU được đánh giá rất cao bởi cộng đồng mạng Việt Nam. Họ gọi nó là CPU thần của gaming, vua của sự nâng cấp, chúa tể của sự tiết kiệm. Nhưng hôm nay mình sẽ cho anh em biết tại sao em CPU này không ngon đến như thế và anh em nên thay đổi góc nhìn của mình về một sản phẩm mới như thế này nhá. Đây anh em ạ, đây là chiếc CPU i5-13400. Nó có khác một chút so với cả chiếc 12400, đó chính là nó đã có thêm những nhân E rồi anh em ạ. Đây là một chiếc CPU có thể gọi là rẻ nhất mà có cấu trúc hybrid. Cái điều này thì tức là nó sẽ có nhiều nhân hơn, nhiều luồng hơn, nhiều sức mạnh hơn đúng không? Và tức là nó sẽ mạnh hơn nhiều so với cả 12400 đúng không? Câu trả lời là không đâu anh em nhá. Nó có mạnh hơn đấy, nhưng mà mạnh hơn thì không quá là nhiều. Mình thì sẽ test hai chiếc CPU này với một cấu hình cũng khá là chất đấy anh em ạ. Hai CPU này cộng với cả 16GB RAM, Z690 và thêm với cả 4070Ti nữa để đảm bảo rằng chúng ta có thể max ping được những chiếc CPU này. Và đặc biệt là mình sẽ test cả hai cái ở độ phân giải Full HD, 2K và cả 4K luôn anh em nhé. Đối với những tựa game mang tính online một chút, eSports hơn một chút thì mình có những tựa game ví dụ như là CSGO, Liên minh điện thoại, Rainbow Six Siege này với cả Final Fantasy 14 thì chiếc CPU i5-12400 yếu hơn so với cả i5-13400 khoảng tầm từ 10-5% tùy vào các độ phân giải. Độ phân giải Full HD thì nó cách xa hơn một chút nhưng mà khoảng cách kéo gần lại ở 2K rồi cuối cùng là 4K. Đây thì mình đọc tất cả cho anh em luôn nhá. Ví dụ như mình sẽ đọc tất cả 2K đi, bởi vì chúng ta dùng 4070Ti rồi thì làm gì có chuyện chơi Full HD đúng không? Trong những tựa game eSports ví dụ như là CS:GO thì ở độ phân giải 2K 12400 đạt được là 578 FPS, trong khi 13400 đạt là 674 FPS. Liên minh điện thoại thì 12400 đạt được là 264, 13400 là 263. Rainbow Six Siege thì 299 là FPS của 12400, còn 332 là FPS của 13400. Và cuối cùng thì trong những tựa game mang tính online một chút là Final Fantasy 14 thì hai cái CPU này có mức FPS gần như là ngang nhau, 185 và 186. Với những tựa game mang tính AAA hơn một chút thì những FPS của hai CPU này gần như là ngang nhau ở trong độ phân giải 2K. Ví dụ như Cyberpunk thì là 100 với 12400 và 101 ở 13400. Far Cry thì là 100 ở 12400, 97 ở 13400. Trong GTA 5 thì 12400 đạt được là 149, còn 13400 đạt được là 157. Horizon Zero Dawn thì cũng gần như vậy, 12400 đạt được là 142, còn 13400 đạt được là 140. Red Dead Redemption thì có một sự chênh lệch hơn một chút, khi mà 12400 đạt được là 103, còn 13400 đạt được là 115. Borderlands thì kết quả gần hơn một tẹo là 128 với 12400, còn 122 với 13400. Shadow of Tomb Raider thì khoảng cách chỉ có 4 FPS mà thôi, 128 ở 12400 và 132 với 13400. Sang với Wolfenstein thì chỉ có 1 FPS chênh lệch. Với những tựa game ví dụ như là đua xe thì trong F1 và Forza thì hai tựa game, hai CPU có mức FPS gần như là bằng nhau, không khác gì cả. Cho có thể thế đấy. Ở trong ví dụ như là 2K đi, 2K hay là Full HD thì những cái con CPU này, CPU i5-12400 nó chênh lệch so với cả 13400 khoảng tầm từ 5-3% thôi, không quá là nhiều và kết quả của nó gần như là bằng nhau ở độ phân giải 4K luôn. Thế thì tại sao mặc dù là có thêm nhiều nhân, mặc dù là có thêm nhiều luồng như thế nhưng nó lại không mạnh hơn? Cái câu trả lời ấy, đó chính là hiệu năng đơn nhân của 13400 không cao hơn so với cả 12400 là nhiều đâu anh em ạ. Cái chính ở đây ấy, tại sao nó lại mạnh hơn một chút như thế? Bởi vì đơn giản là những cái tác vụ phụ, ví dụ như là những cái card frame rate của mình này, những cái Google Chrome của mình này, những cái linh tinh này, nó đã được đẩy sang nhân E rồi. Và những nhân P không cần phải xử lý những cái tác vụ ở đấy và có thể tập trung 100% vào trong chơi game, tạo nên cái sự chênh lệch ít nhỏ như vậy đấy. Và nhưng mà một cái điều mà thành công ở 13400 đó chính là số lượng nhân E trong các tác vụ làm việc. Thì như anh em có thể thấy ở đây rằng là tuy là đơn nhân không nhiều nhưng mà đa nhân thì tăng trưởng khá là nhiều đấy, rơi vào khoảng tầm 30% nhờ có sự xuất hiện của nhân E. Với những ví dụ như là ở Premiere Pro này hay Photoshop này thì đã đều được tăng trưởng một chút, và Blender thì do là sử dụng đa nhân thế nên là cũng được tăng trưởng khá là nhiều. Nhưng khi mà anh em tụ tập kết hợp vào ấy thì anh em có thể thấy rằng là cái chiếc CPU i5-12400 tuy là không có nhân P, không có nhân P, không có nhân E, và mặc dù là có tận thêm 4 nhân ở bên 13400 nhưng chiếc CPU 12400 chỉ thấp hơn có 12% so với cả chiếc CPU 13400 thôi. Thế nghe có vẻ hơi buồn cười đúng không? Trong khi mà chiếc 12400F
thấp hơn mức giá là tận là 1,2 triệu so với cả chiếc 13400S luôn. Nghe đến đây thì nghe có vẻ căng thẳng đúng không? Nhờ nghe đến đây thì nhiều anh em nghĩ rằng i5 13400, 6 nhân P, 4 nhân E, vậy tức là bằng với cả 12.600 đúng không? 12.600K ấy. Câu trả lời là không đâu anh em nhá. Ví dụ như trong chơi game, mình sẽ vẫn test tất cả những tựa game như thế, 15 hay 16 tựa game ấy, thì chiếc CPU i5-12600K dù ở bất kỳ độ phân giải nào, dù có là độ phân giải Full HD, dù có là độ phân giải 2K, dù có là độ phân giải 4K, thì nó đều cao hơn chiếc 13400 khoảng tầm 5% anh em ạ. Nghe là đấy, nghe thấy chưa? Anh em thấy lạ kỳ không? Mặc dù là 12400 có thể đuổi kịp được 13400 ở 4K, nhưng 13400 không thể nào theo kịp được 12600K ở độ phân giải 4K đâu anh em nhá. Vẫn chênh lệch khoảng tầm 5% thôi. Khi mà mình test cả những cái phần mềm làm việc ấy thì chiếc CPU 12600K của chúng ta vẫn đạt được mức hiệu năng cao hơn so với cả 13400, trung bình khoảng tầm 15% anh em nhá. Hiệu năng đơn nhân của nó tốt hơn, hiệu năng đa nhân của nó tốt hơn, thế nên là chơi game ngon hơn, làm việc cũng ngon hơn. Tất nhiên, mặc dù mức giá của nó cũng cao hơn đấy, nhưng mà chiếc CPU i5-13400 vẫn không thể theo kịp được chiếc 12600K đâu. Vậy thì kết luận là gì? Như anh có thể thấy đấy, 13400 hiệu năng và giá tiền của nó không cao được như thế, nó không thần thánh như anh em nghĩ đâu. Chiếc 12400 đã quá tốt, cái mức hiệu năng chơi game của nó thì rơi vào khoảng tầm 95-97% và nhiều lúc là 100% so với cả chiếc 13400. Còn làm việc thì bằng 88% so với cả chiếc 13400, nhưng mức giá thì chỉ có bằng 3/4 thôi, tức là 75%. Vậy nếu mà anh em mua một bộ máy ấy, thì chắc chắn 12400 đáng hơn rất là nhiều. Còn nếu mà anh em nào đang dùng 12600K ấy, thì đừng lo, bởi vì chiếc 13400 chưa hề xoán ngôi của chiếc CPU đó đâu. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ có một chiếc CPU nó còn độc lạ hơn một chút. Đó chính là chiếc CPU AMD Ryzen 7 5700X. Với mức giá hiện tại của nó thì nó là một chiếc CPU cực kỳ đáng mua luôn. Thực sự bây giờ nhá, mình rất là xin lỗi anh em, bởi vì là mình đang không có kết quả ở đây. Mình đang không có CPU đấy để mình test, nhưng mình dựa vào cái bài test của Gamer Nexus để có thể đem ra kết quả cho anh em nhá. Khi này dựa trên cái kết quả của Gamer Nexus thì chiếc 5700X của chúng ta cao hơn khoảng tầm 5%, 5-6% trung bình về chơi game, còn cao hơn 4-5% về làm việc anh em nhá, về cả Blender, CeraBand này, giải lập cốt này, giải nén này, vân vân và vân vân, cao hơn từ trung bình từ 4-5%. Mặc dù là chỉ có 8 nhân thôi, nhưng nó vẫn thắng được 6 nhân cộng 4 của 13400 đấy anh em ạ. Trong khi đó, nó rẻ hơn 13400 khoảng tầm từ 100-200 tùy vào mức anh em mua. Mà đặc biệt nhá, con 5700X đấy có thể lựa chọn bất kỳ main nào anh em muốn, B350, B450 hay B550 đều có thể chơi được hết với cả chiếc CPU đó. Thế nên là số lượng main anh em lựa chọn ấy thì thoải văn mái luôn. Nhưng bây giờ hãy phân tích nó vào trong một bộ máy đi. Nếu mà anh em ở trong các vị trí thì anh em sẽ lựa chọn như nào? Đây, chẳng hạn như anh em đang mua máy mới hoàn toàn, hoặc là nâng cấp từ những con Intel đời cũ thì như nào? Anh em sẽ có một cái lựa chọn tốt hơn, đó chính là chiếc 12400. Khi mà anh em chơi game anh em nhá, 12400 sẽ đem được cho chúng ta 95-97% hoặc 100% chơi game, mà chỉ với mức giá là 75% thôi. Còn nếu mà anh em không muốn chỉ chơi game ấy, anh em còn muốn làm việc thêm nữa ấy, thì anh em nên lựa chọn cho mình ngay chiếc 5700X cộng với cả một chiếc B350, B450 hoặc B550 anh em nhá. Thế là quá hợp lý rồi. Còn nếu bây giờ anh em đang sở hữu cho mình một bộ i3 và một chiếc B660 thì sao? Thì câu trả lời sẽ chắc chắn là 12400 rồi. Nếu mà anh em chơi game, nâng lên 12400, anh em sẽ không cần phải chi quá nhiều tiền để đạt được mức hiệu năng chơi game ngon nghẻ như thế. Chỉ khi nào mà anh em cảm thấy rằng thực sự cần cái 12% hiệu năng làm việc của 13400 ấy, thì anh em mới cần nâng lên 13400 thôi. Còn nếu bây giờ anh đang sở hữu sẵn 12400 hay 12600K rồi thì đừng nghĩ tới việc nâng cấp hay thay thế sang 13400 anh em nhá, bởi vì sự tăng trưởng ấy không hề nhiều đâu. Và đặc biệt nhá, một trong những lý do nữa tại sao mình sẽ không khuyên anh em mua 13400 hay 12600K đó chính là cái sự giới hạn về điều hành. Tại sao lại như thế? Đơn giản nhá, mình không biết anh em như nào, mình không biết anh em đã cài những phần mềm gì, nhưng bản thân mình test này thì chiếc CPU 13400 của mình không thể sử dụng hết tất cả các nhân P và nhân E cho khi mà trong Windows 10 được. Chỉ có Windows 11 mới có thể sử dụng được hết nhân P và nhân E, sử dụng hết tất cả hiệu năng của 13400 và 12600K thôi. Khi đó thì anh em sẽ bị giới hạn bởi hệ điều hành của anh em lựa chọn. 5700X và 12400 không có vấn đề gì hết khi anh em sử dụng với cả Windows 10.
Còn bởi vì là Windows 10 sẽ khó lòng có thể tương thích được với cả Intel Thread Director. Đó, và đó là kết luận của chúng ta. Thực sự thì chiếc CPU này không ngon để như thế. Nó không phải là một chiếc CPU tồi, mà chỉ là một chiếc CPU không ngon để như thế thôi. Nếu mà anh em muốn lựa chọn ấy, thì 12400 là lựa chọn ngon hơn rất nhiều. Còn nếu mà anh em muốn chơi AMD thì 5700X là sự lựa chọn ngon nghẻ hơn. Đấy, đấy là thứ anh em cần thay đổi. Anh em không được nhìn CPU một cách nhỏ như thế, một cách ngắn như thế. Không được nhìn nó kiểu một so sánh một chiếc CPU này với hai một chiếc CPU này thôi, mà phải nhìn tổng thể cả bức tranh để biết được rằng là à, liệu rằng nâng cấp bộ máy thì nó có đáng không, mua cái CPU này thì nó có đáng không, 1 triệu bỏ ra 1 triệu để tăng được 3%, 2%, 3% hiệu năng chơi game có đáng không. Đấy, phải như thế anh em nhá, chứ đừng bị lừa bởi marketing. Nếu mà anh em muốn ấy thì chiếc CPU i5-13400 này vẫn là một chiếc CPU tốt, hiệu năng nó vẫn ok mà chơi game làm việc nó vẫn ổn, nhưng chiếc 12400 này lại đáng tiền hơn rất là nhiều anh em ạ. Đây mới là vua của budget, đây mới là vua của gaming, đây mới là thần của sự nâng cấp anh em nhá. Nếu mà anh em hứng thú với những sản phẩm này thì mình sẽ để hết đường link dưới mô tả anh em nhá. Còn nếu mà anh em cảm thấy video nào hay và đem nhiều thông tin hay cho anh em thì hãy bấm like và subscribe anh em nhá. Với cùng thì cảm ơn anh em đã xem video này và hẹn gặp anh em tại video khác nhá.